Trời ơi, mình giống nghĩ cho ba cha 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 quá, không có ra hình con rắn nha. Không, bạch tỷ ra hình con rắn, còn con cưng là ra hình con heo nghe. Thanh Muội ơi. Nè con nói cô có tìm đợi nè. Thanh Muội. Tôi đã tìm được cái động lưu ly của xà tinh rồi. Đây, đang hội tụ bàn đào nè. Trời ơi, các tỷ muội huynh đệ ơi. Trời ơi là trời, xin kính chào bên phái Nga Mi. Trời ơi là trời, mấy công chúa ơi. Mấy công chúa ở đâu đây nè công chúa. Trời ơi, nó ghét quá. Mình đâu qua vậy? Bình Dương xuống đây hả? Ủa kìa, lại một công chúa lại trốn nữa rồi. Yêu xa, không có trốn qua chị nha yêu xa. Thanh, để tôi kêu Thanh Muội lại. Thanh Muội ơi, Thanh Muội đâu rồi? Thanh Muội, tôi đã tìm được cái động lưu ly rồi. Thì ra tất cả là đều là gắn yêu tinh. Chào hai em nha. À, hai em từ đâu qua lần em? À, cho anh hỏi nãy giờ tụi em xếp hàng ở đâu chưa? 30 phút rồi. Mà anh cho anh hỏi là tụi em biết các thi rồi qua Facebook hay là qua YouTube vậy? TikTok ạ. Qua TikTok hả? Qua TikTok hả? Có coi YouTube không? Dạ không, ít mà. Ít mà là à, hai người từ Bình Thạnh qua hết luôn hả? Ok. Okay. Cô chưa đâu, chưa tới cô đâu. Tới bé này. Để tới bé này. Tới bé đó. Anh bảo nào. Rồi. Ok ok. Bây giờ bắt đầu tới cô thôi, hồi nãy cô thấy là 4 hàng. Rồi được 3 hàng không? Mọi người đứng gọn gọn cho mọi người, đừng chen lấn đâu, mình không cần phải chen lấn cho mọi người. Em một bịch. Đây đưa cho hai bịch xoài cho mẹ coi. Rồi khoan. Để con chút. Xong rồi đó. Có một bịch vậy. Em ơi. Ở cho anh hỏi em tên gì em? Dạ, tên Na. Na. Na hả? Tên thiệt tên Na luôn hả? Dạ. Mà mình có xài Facebook không em? Dạ có. Là, bên kia là người bạn em hay là người thân cháu của em? Em. Bên kia cháu em. Em là cô hả? Em dạ, và chị. Đúng rồi. Nghe, anh nghe giọng em chắc là em người miền Trung phải không? Em Đắk Nông. Đắk Nông mà. Sao anh tại nghe giọng cho lạ quá. Na có xài Facebook không? Dạ có. Có thể nào cho khán giả của Kênh Ăn biết được không nè? Dạ Nguyễn Ngọc Quỳnh ạ. À. Nguyễn Ngọc Quỳnh, Facebook là Nguyễn Ngọc Quỳnh. À. Chờ chút xíu lại ra hỏng dẫn cháu em luôn. Tại anh mới làm anh tưởng hai người bạn không ấy chứ. Na đứng bên đây nè, đây cái này. Đây là hot girl, hai hot girl từ Bình Thạnh qua mua bánh tráng nha các bạn. Nãy giờ em mua được mấy bịch rồi nè? Mỗi người hai bịch ha. À, còn cho anh hỏi em tên gì nè? Huyền hả? Huyền ơi, cho anh hỏi có thể nào cho Facebook cho khán giả bên kênh đang biết được không nè? Dạ. Có xài Facebook không em? Dạ có. À, có thể nào cho khán giả bên kênh ăn biết Facebook được không? Dạ, Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền luôn hả? À, hai em ở Bình Thạnh ở đường nào nè? Dạ, Nguyễn Xí. Đường Nguyễn Xí và từ Nguyễn Xí qua tới đây luôn. À, đây là cháu và đây là cô. Dì. Ồ, hai dì cháu với hai bạn bè nữa đó ha. Anh bên kênh ăn kênh Chết Yên Xì Phố. Chết Yên Xì Phố. À. Có gì em nhớ subscribe và ủng hộ cho kênh của anh nha. À, cảm ơn hai em rất nhiều. Nhiều ghê chưa? À, em tức muốn điên với mấy con trong đó hà. Đi vô đỡ cái buổi chợ đưa mấy bịch hà. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Sáu. À! Bảy. Được 7 phần luôn. Bé nhỏ xíu đó hả? Nè đưa cho bé này nào. Anh này bình tim anh đứng hết hàng luôn cho anh được không? Bình tim. Bình tim hả? Bình tim thì bà nấu. Không, nhiều khi anh lấy cái cớ nha. Ok, để em đưa đây đây. Rồi em đưa cho anh hai bịch. Hai bịch 50. Phan qua coi đưa cho anh này hai bịch 50 cho mẹ coi. Rồi. Hả? Không, tại vì một bịch có một trứng gà. Rồi. Đây nè, cho bé này một phần giùm cho chị.
ba hồi nãy chị kia lại đây lấy rồi, lấy cái chị này. Ai một bịch nè? Không, đây nè. Vâng, đây một bịch cho bé này luôn. Rồi mọi người chờ em xíu, phải vô bà lấy bánh tráng nè. Má này đập đá hoài, tôi lại mày. Còn bao nhiêu ạ? 25.000 cho bé thôi. Nè con, chú đưa nè, 75.000. Rồi con về con nói mẹ con là chú gửi nghe. Nghe. Nói mẹ rồi nhớ gốc đa hồi xưa chú với mẹ hẹn nhau nghe con. Không biết đứa đó con ba nó hay con tôi không biết nữa. Hồi xưa tôi cũng lỡ dạy cái chục lần. Trời chết rồi, cứ vô vô về hoài là khách. Không phải là khách sẽ kéo dài ra nữa. Cái lấy ghế ngồi đi, có con nhỏ lấy ghế ngồi nè. Con tiên con nhỏ đi. Con mệt đúng không? Con rêu của chị đâu mà nhiều quá vậy, bà cũng kêu bè hết vậy. Đi qua ba đi, đi qua ba đi con. Con nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi. Trời ơi, vậy bạn lớn của tôi 1 tuổi á, tôi mới 14 mà. Con có bầu rồi, phải cho con lên đầu tiên đi. Nãy giờ biết nhích luôn á. Hả? Không biết nhích luôn, đứng nãy giờ ngay chay luôn á. Chị biết sao không? Nó không ra, nó không ra. Nè, từ giờ hụt hết mấy người. Bây giờ anh đi vô anh chọt em đi. Mọi người đừng trách em tội nghiệp. Em muốn bán là em bán, em lấy tiền của mọi người. Chứ em không có cho không. Mọi người hiểu chưa? Hiểu chưa? Ê vậy nè, ba nói có đồng tiền dễ thương như là ba bi không biết có. Khoa đâu rồi? Thánh Mũi ơi. Chưa đang tính tiền em. Ủa anh Bảo đâu? Đưa bánh cho anh chưa? Về rồi. Về Bạch Tỷ. Trời ơi. Sao nè? Trời ơi, nó nghe nè Bạch Tỷ. Ê lâu ha. Thanh Mũi ơi. Em nghe nè Bạch Tỷ. Thanh Mũi nhớ dưỡng ốm đây. Thanh Mũi bự bự quá nha. Giờ này em đang liệt cái võ công gì đó. Nó dịu lắm Bạch Tỷ ơi. Trời ơi, mình giống nghĩ cho ba cha một cha quá. Không có ra hình con rắn nha. Con rắn hình sao? Không. Bạch Tỷ ra hình con rắn. Còn con cưng là ra hình con heo nghe. Ê, không có con rắn nào đi cái tướng chị hết trơn. Ở trong phòng bọc không gì hết bọc rồi đúng không? Mượn qua đi. Hết rồi, còn gì đâu. Thôi chúc đi mua đi, chúc đi mua. Mọi người đợi em nha mọi người nha. Không ghế không, ngồi chờ đợi nè. Đây ghế đây. Nè ngồi ghế đi má ơi má. Nè con đâu trên đây nè, ngồi đi. Nó giỡn chưa? Đợi em tí xíu em lại mọi người. Điểm thơ cái mặt ra, có hình gì mà lấy không? Ghép clip luôn. Mày chụp hình với tao mà mày chửi tao. Ôi trời. Nè cười lên nè, dễ thương lên. Mày nghĩ tao có nụ cười chỗ nào? Tao đi tới lưu lưu cái chân tao ghẻ, tao ngứa muốn chết nè. Sao mà cái đầm kia vô, mà đầm kia đâu? Không, cái đầm kia nó hôi lắm rồi. Sáng giờ nó hôi mùi chua. Cười khóc vậy. Khóc nước mắt cái chị bán được á. Trời ơi. Sao vậy? Mọi người để xe ở đâu? Không, công an nó đang đuổi xe đó. Ok chị, đợi lâu lắm. Đây nè, màn hình bên này. Giống như chụp hình da phả vậy đó. Ý Giang chụp muộn rồi. Anh muộn rồi, định quay lên đúng không? Muộn rồi, YouTube à. Ta vừa nói câu dơ lên quay. Đây nè, chụp với con nè. Ủa sao trong đây có hình gì vậy? Mắt gì vậy? Chụp hình người mẫu nha. Chị cười lên đi chị ơi. Ủa anh quay phim hả? Đây chụp với Tâm chụp. Hai luôn, biết cách hai luôn, cái ghép à. Biết cách hai luôn. Đơ quá chị, đơ quá, cười lên. Cười đi.
chụp dính tấm hình chị cười trắng trắng rồi đó. Có chụp không? Chụp rồi. Bao có chụp kìa. Tiếng em lên đường. Ok. Cười cho sắc nét nha. Cười cho đẹp nha. Đó, cười kiểu này là giống tượng rồi đó. Nhìn em. Nghẹp quá. Nghẹp, nghẹp quá. Cười khóc vậy. Xúc động hạnh phúc. Giờ này bà mới qua. Hồi bữa tôi thấy bà đứng cầu Thị Nghè nè, có khách không? Có đâu má ơi. Tôi tưởng mà hồi trước lúc bữa đó bà đứng bà làm gì má? Có lấy giấy tờ không? Lấy giấy đâu? Sổ hồng, sổ nước sang, mở cốp lấy cái sang. Rồi lấy đi con. Ủa con nhiêu tuổi rồi? Con nhiêu tuổi rồi? Ủa con trai của chị hả? Con trai à? Con chào mẹ. Bữa chào rồi. Con chào mẹ. Chị mẹ nhiêu tuổi rồi? Chút nữa ra ra. Mẹ nhiêu tuổi rồi? Mẹ nhiêu tuổi rồi? 20. Con lớn hơn mẹ 30. Nó nghe này nhiêu tuổi rồi? 18. 18. Có bóng không? Che thẳng cái chai nha, đừng có bóng bóng như con Thanh Muội đó nha. Thanh Muội. Đó yếu đi được không? Kêu tôi nói là nó bẻ người nó liền nó biết á. Mọi người đợi em tí xíu, mọi người để em cố gắng nha. Thật sự luôn á. Ôi trọng chết rồi, ở trọng là chết rồi. Bữa nay em hơi mệt á, đúng không? Mệt á. Chào tất cả các bạn nha, hiện tại thì Cát Thi đã vào trong và chuẩn bị bánh tráng để cho lượt tiếp theo nha các bạn. Hiện tại thì khách chờ ở Cát Thi rất là đông luôn, các bạn có thể nhìn thấy khung cảnh bây giờ là gần 8 giờ rồi đó các bạn, mà khách rất là đông đây. Những khách đợi Cát Thi đợi bánh tráng rất là nhiều luôn. Ở đây là con hẻm 1005 Trần Xuân Soạn nha các bạn. Các bạn đi vào con hẻm 1005 thì các bạn đi vào giữa hẻm á, các bạn sẽ thấy một điểm bán rất là nhộn nhịp, rất là đông như thế này nè, là các bạn sẽ biết được là điểm bánh tráng của Diva Cát Thi. Điểm